Sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Văn Lâm. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Lâm phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2022, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề như quan tâm nguồn kinh phí hoạt động cho ban công tác mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể của thôn, đầu tư kinh phí để cải tạo mở rộng đường giao thông nông thôn. Việc nạo vét tu sửa, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho các thôn, đề nghị tỉnh công nhận khu tập thể địa chất là khu dân cư địa chất xã Tân Quang, chế độ cho cán bộ chuyên trách cấp xã, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đồng chí ghi nhận, tiếp thu và yêu cầu các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương giải trình, làm rõ, tuyệt đối không để người dân bức xúc, gây dư luận xấu, dẫn đến khiếu kiện hoặc làm ảnh hưởng đến công tác phát triển chung của tỉnh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đề xuất là hỗ trợ mỗi nhà văn hóa 1 tỷ, tôi hoàn toàn nhất trí. Văn phòng đảng ủy, văn phòng ủy ban nhân dân là chuyển thành công chức cấp xã chứ không phải là cán bộ không chuyên trách, nên phụ cấp cũng nên nêu cũng khác nhau. Thì tỉnh cũng đã đề nghị với lại bộ nội vụ rồi, để bộ nội vụ đề nghị báo cáo thủ tướng chính phủ, của chính phủ cho thêm bổ sung điều này, nhưng hiện nay là chưa có ý kiến trả lời. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực cải cách hành chính, phát huy mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người dân. Năm 2023 này có rất nhiều việc khác. Toàn bộ người nghèo, không nơi nương tựa, người già, cô đơn, toàn tỉnh khoảng 2.000 nhân khẩu sẽ được chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là nuôi toàn bộ trận đời. Trước đây thì không có đâu. Là đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn tỉnh được tăng lên khoảng 10 triệu bình quân một đồng người trên năm. Đó là tăng về bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ năm 2023, sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và người bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí nhấn mạnh, Văn Lâm là địa phương đi đầu của tỉnh về phát triển công nghiệp cũng như các hạ tầng khác. Tuy nhiên, cần phải làm tốt hơn nữa công tác định hướng phát triển chung. Trước mắt, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch phát triển giao thông, bởi đây là điều kiện đầu tiên để phát triển. Trong đầu tư cần cân nhắc ưu tiên các công trình trọng điểm. Đường vành đai 4 ở cái nội dung rất là quan trọng, nối Văn Lâm này và cái đường lên xuống với đường 5A của chúng ta đi qua Văn Lâm này. Cái nút giao thứ hai là đường cao tốc Hà Nội Phòng 5B thì đây là nút giao tập thể. Và chắc chắn là có một đường nối, tức là đường lên xuống đường 379 ở qua Văn Giang ấy và đường lên xuống ở kết nối di sản. Như vậy từ đây mà ta đi Hưng Yên ấy, sau này ta không đi cái đường cũ nữa mà chạy thẳng đến đường kết nối sản, chạy thẳng xuống. Vì cái đường kết nối sản là chạy đến thủ đô nội đến thành phố Yên, giáp sông đi đâu thì đường đi đó. Thì sau này đi Văn Lâm đi rất là thuận lợi, chạy xuống thành phố Yên cũng rất lợi, mà đi sang thủ đô nội cũng rất thuận lợi. Chạy theo đường vành đai 4 là số 1.